Quay xe đồ với. Không lùi được hả? Để múa đi, không đi quay được múa. Cứng ngắc luôn nhỉ. Vừa cao thế nó chả đủ.
Cột cao quá nó chả đổ. Khó đứng lắm. Lùi lại thêm một tí sát sát có khi dễ đứng hơn. À cái này xuống à. Có một cây gác ở trên cái chỗ gác sợi ấy. Thank you.
này mua làm hay là làm cho Thi Cha Tấn? Tấn. Tờ chi nha? Tờ thứ tư này. Bữa không lún nhỉ? Giờ mới lún nào? Ờ, hôm qua mưa nhiều quá nó mới lún đấy chứ không là hôm bữa mưa mưa kia nó vẫn được này. Vậy này nhé, nó đi có 1,7 triệu đó không đúng là. Tính cẩn thận mà biết không? Lên đến đây thì mình chịu khó một tí. À. Làm cho nó cẩn thận một xíu thì. Nó lún tên lá với cái vỏ cây ấy. Không lún kia nó đâu có đẩy mấy cái lá này đâu, nhưng hôm kia thì biết rồi, nhưng mà mình không đề phòng chết chờ nó lún đẩy xong mới tính sau thì. Cái này nó vừa đâu mà. Vừa thế mới múc đẩy mà. Đẩy nhưng mà không có chỗ để đẩy ra. Nó kéo không có xích, không có cáp. Rồi tôi bán xe rồi còn xe nữa đâu mà chở. Bán được chưa? Tí hỏi xem ông có lấy thì bán luôn. Cần gì phải hỏi, ông lấy thì ông trả lời chứ cần gì phải hỏi nữa, ông xem rồi mà. Mua về bán. Bán cũng được là bán à? Làm ăn lớn hơn hả? Mua về cứ xài mãi, xài thì mình lời thì bán nhiều. Bán lời đâu, chỉ là tiếng. Mua bán ô tô à? Trên mua. Trên mua bán ô tô à? Cái này ai bảo tiền chùa mới đi đầu tư vào mấy cái này. Này chắc nó phải cơ bánh mà nó cơ cầu rồi. Nhìn vậy thôi. Nó cơ cầu á. Thì ai bảo không kiếm đâu, chẳng qua là mình lỗ là vậy, cứ đầu tư đi vào. Hay kiếm mà kêu lỗ, kiếm được thì bán ra gọi là lời rồi. Đầu tư nó sẽ lời chứ. Cái cơ cầu á. Cây cầu. Cái cơ rồi, cầu được rồi đấy. Bây giờ kéo lên được rồi. Rồi kéo phát lên là được rồi. Cái cơ cầu mà. Hahaha. 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 Hahaha.